Chào các bạn, hôm nay phong thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Mậu Dần trong năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Có thể thấy bản mệnh không còn chịu sự kìm kẹp của thái tuế, cả công danh và tài lộc đều vươn lên không ngừng. Song tiếc là nhân duyên còn lận đận, chưa có được hạnh phúc như mong muốn. Để năm 2020 có nhiều may mắn hơn, phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù là bùa may mắn cho các bạn tuổi Dần trong năm Canh Tý này. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được món quà này nhé. Ngay sau đây thì phong thủy may mắn sẽ nói về tuổi Mậu Dần trong năm 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh nạp âm là Thành Đầu Thổ, có ngày sinh từ 28 tháng 2 năm 1998 đến ngày 15 tháng 2 năm 1999. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét về nam mệnh. Xét về sự nghiệp của tuổi Mậu Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh. Chuyện học hành, thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc hay là thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Tuy vậy, người tuổi Mậu Dần cũng cần phải cẩn trọng vì dễ có tiểu nhân hãm hại, gây điều tiếng xấu. Chính vì thế thì hãy thỉnh ngay vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân giúp chiêu quý nhân hóa giải thị phi, tăng cường tài lộc. Có quý nhân phù trợ thì ắt công việc sẽ dễ dàng được như mong muốn. Xong, bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều. Nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình. Đừng lười biếng, cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Còn xét về tài lộc, xem vận trình tài lộc tuổi Mậu Dần năm 2020, con giáp này có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, trong năm đường tài lộc khá là tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc là người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì thì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Để cho công việc kinh doanh của bạn được hanh thông hơn, hãy sử dụng mặt dây thập nhị bát bảo. Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925. Mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị thần bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi 12 con giáp. Trong cùng là âm dương bát quái, có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, giúp cho bạn có được công việc hanh thông, tài lộc thăng tiến. Xét về tình cảm, xem tử vi tình duyên 2020 của tuổi Mậu Dần, bản mệnh đào hoa không quá vượng. Song tuế can canh kim sinh thương quan tinh, mà đây lại là ngôi sao đào hoa của nữ mệnh, nên nữ tuổi Dần vẫn có nhiều cơ may đón nhận hạnh phúc. Với nam Mậu Dần thì mệnh chủ còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới, nên tình duyên đã ít lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách để tự mình có được cơ may gặp gỡ, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Nam tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận và tìm hiểu về nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để cho tình duyên ảm đạm quá mức. Đào hoa là tài tinh, là nhân duyên, nó là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Xét về sức khỏe của tuổi Mậu Dần năm Canh Tý 2020 theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Song trong năm thái tuế mang theo nhiều hung tinh nên có thể cũng sẽ tác động một phần. Mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Bạch hổ và tang môn hung tinh đại diện cho tai họa tang tóc, họa huyết quang, họa nước, họa lửa. Mệnh chủ nên tránh tranh chấp xung đột với người khác, không động khẩu, càng không nên động thủ. Hạn chế tham gia các hoạt động hay là trò chơi mạo hiểm, không nên đến nơi nhiều nước như là ao hồ, sông suối, biển cả để vui chơi, cũng hạn chế đi đến những nơi âm u ẩm ướt, nên tránh gây chuyện với các cơ quan công quyền, các đơn vị xã hội. Trong năm có họa thị phi, giữ mình bình an vẫn là chuyện quan trọng nhất.
để giảm tà khí, sát khí, hạn chế bất phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe. Các bạn Mậu Thìn hãy thỉnh thập nhị bát bảo để đem lại may mắn, tránh được vận đen trong năm 2020. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo, đối với nữ sinh năm 1998 đã yên bề gia thất thì trong năm nay tình cảm gia đình bình thường, luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và con cái. Đối với nữ tuổi Dần sinh năm 86 còn đơn thân thì tình cảm năm nay luôn có sự bất đồng, không hiểu và luôn có sự cãi vã. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, cung đặt mệnh tử vi tuổi Mậu Dần nữ mạng năm 2020 có các sao Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ. Đây là bộ sao chủ về có người giúp về tiền bạc. Tuy nhiên, chú ý bệnh về thiếu máu, xương khớp không được tốt, chú ý các con vật cắn đá. Cung xung chiếu tử vi Mậu Dần 2020 nữ mạng có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài tình cảm không được tốt, chú ý đường ăn uống đi lại và có bệnh ở đầu. Về sức khỏe phải chú ý bệnh về máu huyết và xương khớp không được tốt. Xét về phương diện làm ăn sự nghiệp, công việc làm ăn bình thường, không nên có thay đổi công việc làm ăn trong năm nay. Tài chính tiền bạc của quý cô Mậu Dần, tiền bạc hanh thông, có lộc về tiền bạc do người khác đưa tới. Cung nhị hợp tử vi tuổi Mậu Dần năm 2020 nữ mạng có các sao Nguyệt Đức, Lâm Quan, Tiểu Hao, Tử Phủ, Kiếp Sát, Phá Toái, Tuần. Đây là bộ sao ra ngoài gặp được nhiều khác giới. Đây là bộ sao ra ngoài gặp được nhiều người khác giới, tuy nhiên chú ý tiền bạc và công việc có người phá hoại. Cung tam hợp tử vi tuổi Mậu Dần 2020 nữ mạng có các sao Thái Tuế, Mộ, Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Chỉ, Đế Vượng, Tướng Quân, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Đây là bộ sao chủ về chú ý lời ăn tiếng nói và công việc có sự thay đổi. Để cho công việc kinh doanh của bạn được hanh thông hơn, hãy sử dụng mặt dây thập nhị bát bảo. Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925. Mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị thần bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi 12 con giáp. Trong cùng là âm dương bát quái có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, giúp cho bạn công việc hanh thông, lộc tài tăng tiến. Xét về tình cảm, những cô gái tuổi Hổ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái. Không phải tất cả những người bạn gặp đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, nhưng ít nhất mệnh chủ cũng được tiếp xúc và có cơ hội làm quen, tìm hiểu với nhiều người hơn so với bình thường. Song nữ mệnh nên lưu ý, đừng chỉ bị động ngồi yên một chỗ chờ tình yêu tới. Bạn cần phải chủ động nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, có thể dựa vào các mối quan hệ của trưởng bối trong nhà để tạo thêm cơ hội tình yêu cho mình. Với những bạn chưa lập gia đình, để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Bính Dần năm 2020, tử vi tháng 1 âm lịch, tháng đầu tiên năm Canh Tý là khoảng thời gian mà vận trình tuổi Mậu Dần khá ổn định, về tổng thể đạt được mức tăng tiến nhất định. Con giáp này có tín hiệu tốt trong sự nghiệp, phát triển khá thuận lợi theo mục tiêu đề ra, bản mệnh đủ năng lực để giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ, nhiệm vụ vào tay là xử lý đâu vào đó, được cấp trên vô cùng tán thưởng. Về tài vận, tuổi Mậu Dần có thu nhập vững vàng, tuy thời điểm cuối năm vừa rồi mất khá nhiều tiền phong bì phong bao, song dần dần trong năm cũng lấy lại được vốn. Về đường tình duyên, quan hệ giữa bản mệnh và người ấy rất tốt, đôi bên hiểu và thông cảm cho nhau, ít khi vì những áp lực trong cuộc sống hay là chuyện con cái mà nảy sinh mâu thuẫn. Tử vi tháng 2 2020 âm lịch, tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Mậu Dần báo động về sự sụt giảm trong vận trình sự nghiệp của con giáp này, riêng đường tình duyên thì vẫn khá ổn định và trên đà tăng tiến tốt. Trong tháng, con giáp này gặp không ít khó khăn trong công việc, thất bại chồng chất khiến cho bản mệnh dần mất đi lòng tự tin của mình.
Trong trường hợp năng lực có hạn, con giáp này nên nhìn nhận rạch ròi sự khác biệt giữa lý tưởng và hiện thực. Hãy sống thực tế, làm việc thực tế. Về đường tình duyên, bản mệnh và người ấy bên nhau quấn quýt không rời, song cũng có lúc vì áp lực công việc mà không kiểm soát được cảm xúc, trút giận lên đối phương, gây ra những vết rạn nứt trong quan hệ đôi bên. Tử vi tháng 3 2020 âm lịch. Theo dõi vận trình tháng 3 âm lịch, những chú hổ đang phải đối mặt với sự sụt giảm từ từ trong tài vận của mình. Sức khỏe thì bình bình, không tốt mà cũng chẳng xấu. Dù là chính tài hay là thứ tài thì tuổi Mậu Dần cũng không gặp may. Chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra khiến cho thu chẳng đủ bù chi, đứng trước nguy cơ tài chính lớn nhất từ trước đến nay. Có thể bản mệnh sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc trong tháng tìm cách vay mượn xin trợ giúp của bạn bè và người thân. Về phương diện sức khỏe thì bản mệnh cần lưu ý thêm về cân bằng tâm lý, đừng để áp lực công việc khiến cho mất cân bằng cảm xúc. Tiền bạc và công việc tuy là quan trọng, nhưng bản thân thấy vui vẻ và hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Hãy học cách suy nghĩ tích cực, lạc quan khi đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tử vi tháng 4 âm lịch. Trong tháng 4 2020 âm lịch, tuổi Mậu Dần đang có khá nhiều biến động trong tài vận. Theo hướng tiêu cực thì tiền của trong túi đang không cánh mà bay. Về công việc thì bản mệnh cần phải lưu ý khi xử lý các giấy tờ, văn kiện quan trọng, nhất là những bạn làm thư ký, văn thư hay là trợ lý kế toán. Cần tập trung tinh thần khi làm việc, chú ý đến mọi tiểu tiết dù là nhỏ nhất để tránh sai lầm không đáng có. Tài vận của tuổi Mậu Dần trong tháng 4 này không ổn, bản mệnh cần phải xác định rõ nguồn thu chủ yếu của mình đến từ công việc chính, không nên tùy tiện mang tiền bạc cho bạn bè vay mượn hay là đầu tư khi bản thân chưa thực sự hiểu. Nếu không làm được như vậy thì tiền chỉ có không cánh mà bay thật. Tử vi tháng 5 âm lịch. Tiến sang tháng 5, người tuổi Mậu Dần sẽ có những bước chuyển biến tích cực trong đường tình duyên, sức khỏe trong tháng cũng khá tốt. Người độc thân trong tháng này có thể sẽ được người thầm thương trộm nhớ mình bày tỏ tình cảm. Giữa hai người có nhiều cơ hội để phát triển từ tình bạn lên tình yêu. Với những bạn đang có người yêu thương thì hãy học cách dành cho đối phương không gian riêng của mình. Đừng giữ nhau quá chặt mà khiến cho đối phương cảm thấy chán ghét, mệt mỏi và muốn thoát ra khỏi một quan hệ đó. Về phương diện sức khỏe, tuổi Mậu Dần dù nhiều tuổi hay là ít tuổi thì cũng đều phải chịu sự dày vò của bệnh tật. Tuy nhiên thì mệnh chủ cũng cần phải lưu ý đến chuyện ăn uống, sinh hoạt điều độ, đừng ham ăn ham uống mà gây hại sức khỏe về lâu dài. Tử vi tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch này sự nghiệp của tuổi Mậu Dần khá là ảm đạm, song đường tình duyên so với tháng trước thì có phần sa sút. Trong tháng này, công việc của bản mệnh đang gặp nhiều khó khăn, tuổi Dần dễ bị người khác thêu dệt chuyện thị phi thất thiệt. Trong quá trình làm việc thì bàn bạc thương lượng với khách hàng, bản mệnh hãy kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, đừng nói năng thiếu suy nghĩ mà mang họa vào thân. Mệnh chủ có thể đắc tội với khách hàng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như là bị kiện cáo, vướng vào vòng lao lý. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có sự công bằng, bạn đừng mong chờ rằng ông trời lúc nào cũng thương người. Trong chuyện hôn nhân thì những chú hổ có cái tôi khá lớn, thường vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi cọ xung đột với nhau, đôi bên lại không kịp thời ngồi lại nói chuyện bàn bạc với nhau, nên những hiểu lầm càng về cuối tháng thì càng trở nên sâu sắc, tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà phai nhạt dần. Tử vi tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn năm 2020 không mang tới quá nhiều tin xấu cho những chú hổ, mà ngược lại con giáp này có được đường sự nghiệp và tài lộc ngày càng tăng tiến. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Mậu Dần có sự linh hoạt và sáng tạo trong cách làm việc, biết cách lợi dụng các mối quan hệ xã giao để tạo ưu thế cho mình trong công việc. Người làm kinh doanh thì sẽ tự tay tạo dựng được không ít cơ hội kiếm tiền, dù là người làm ăn lớn hay là kinh doanh nhỏ thì cũng có được may mắn về tài lộc. Tháng 7 âm, tuổi Dần sẽ có được nguồn thu như mình mong muốn. Tử vi tháng 8 âm lịch. Vận trình tình cảm tháng 8 năm 2020 âm lịch của tuổi Mậu Dần vẫn không có nhiều điểm báo khởi sắc, sức khỏe của bản mệnh cũng có phần sa sút. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy bị nhiều người khác can thiệp khiến cho tình cảm đôi bên phần nào bị ảnh hưởng, thậm chí là đối phương có thể vì thế mà sinh lòng nghi ngờ, hiểu lầm tình cảm của bạn dành cho họ. Tình cảm bị dao động trong khi bản thân con giáp này vẫn mong muốn níu giữ. Tuy nhiên có những lúc chúng ta cần phải học cách buông tay nếu không còn khả năng nắm tay nhau đi tiếp trên con đường đời. Tình cảm cưỡng ép không thể mang lại hạnh phúc. Thời điểm này thì bản mệnh có việc ra ngoài tốt nhất nên cẩn thận, lưu ý khi tham gia giao thông, hạn chế xung đột tranh chấp với người khác, giảm nguy cơ bị ngã, bị thương, vướng vào họa huyết quang.
Tử vi tháng 9 âm lịch, tiến vào tháng 9 âm tuổi Mậu Dần không có nhiều chuyển biến trên con đường sự nghiệp, con đường tình duyên thì vẫn rơi vào trạng thái ảm đạm, không có gì đáng mừng. Trong công việc, con giáp này cần phải sửa thói tự cao tự đại của mình, học cách khiêm nhường cầu tiến, biết cách lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác, nhất là khi người góp ý cho bạn là cấp trên lãnh đạo. Về phương diện tình cảm thì tháng 9 này tuổi Dần dễ bị thất tình, nguy cơ bị phản bội khá cao. Đừng quá đau buồn nếu lỡ như tình cảm của bạn trao gửi không được đáp lại như mong muốn. Có thể đôi bên chưa đủ duyên để đi cùng nhau tới cuối cuộc đời. Hãy suy nghĩ theo hướng tích cực và tự mình vực dậy, tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc thuộc về riêng mình. Tử vi tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch năm 2020 này, vận trình tài lộc của tuổi Dần thăng hoa rực rỡ, tài lộc cực vượng, trước giờ không có gì so sánh nổi. Sức khỏe của bản mệnh cũng đạt được ở mức lý tưởng, không cần phải lo lắng nhiều. Thời điểm này thì tuổi Dần gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, bản mệnh dễ có được nguồn thu bất ngờ, nhất là những người có thói quen mua xổ số cầu may thì khả năng trúng số, trúng thưởng rất là cao. Sức khỏe về cơ bản không có vấn đề gì quá lớn, song cần chú ý sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, hạn chế thức khuya sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài. Tử vi tháng 11 2020 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Mậu Dần tháng 11 này khá là tốt, bản mệnh được quý nhân giúp sức nên sự nghiệp càng ngày càng phát triển thuận lợi, khả năng thăng tiến cũng khá tốt. Đường tình duyên của con giáp này khá là ổn định, có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh gặp khá nhiều khó khăn và rắc rối trong công việc, song dù khó khăn tới đâu thì cũng có quý nhân chỉ lối dẫn đường, dù rắc rối tới đâu thì cũng có quý nhân ở bên gỡ rối, giúp cho mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Còn về chuyện tình cảm, người đang yêu sẽ có mong muốn tiến thêm một bước về lâu đài hôn nhân với người mình yêu. Trong khi đó thì tình cảm vợ chồng người tuổi này càng ngày càng sâu đậm hơn, gia đình đầm ấm hạnh phúc hơn. Tử vi tháng 12 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tuổi Mậu Dần có vận trình tổng thể khá ổn, nhất là sự nghiệp và tài lộc có tốc độ tăng tiến cực nhanh. Sự nghiệp của những chú hổ có những bước tiến mới, đại nhảy vọt thành công, phá vỡ những nút thắt còn tồn tại trước đó, giúp bản mệnh từng bước giành được sự tín nhiệm cao của cấp trên, có thể được ưu ái và trao thêm cho nhiều trọng trách, nhiều cơ hội để thể hiện mình. Còn về tài vận, trong tháng chạp này tuổi Mậu Dần được thần tài ở bên che chở nên may mắn ngập tràn, dù có đi đường thôi cũng có thể nhặt được tiền rơi. Những người làm kinh doanh thì càng có cơ hội hốt vàng hốt bạc, lợi nhuận tăng vọt, tiền bạc trong tay cũng tăng lên nhiều không kể xiết. Tóm lại, năm Canh Tý, người sinh năm 1998 học hành tấn tới, thành tích học tập càng ngày càng đi lên. Trong thời gian này thì mệnh chủ nên tranh thủ học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho bước đường tương lai sau này, tạo nền móng vững chắc để sự nghiệp của mình được thuận lợi suôn sẻ từ những bước đầu tiên. Song mệnh chủ cần lưu ý trong chuyện xã giao nên giữ thái độ khiêm nhường cầu thị, mệnh chủ tự coi mình là nhất, không thích theo trào lưu, không thích tiếp xúc trò chuyện với mọi người thì càng khiến cho bản thân bị người khác ganh ghét đố kỵ. Hãy tự kiểm điểm bản thân, đứng từ phương diện của đối phương để suy nghĩ. Trong công việc thì con giáp này tinh thần sa sút, sức tập trung kém nên dễ mắc phải sai lầm không đáng có, họa huyết quang đi theo, dễ tai nạn chảy máu, trong năm làm gì thì cũng phải cẩn trọng. Ngoài ra, nhớ chú ý các bệnh về gan thận, bàng quang. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020, tử vi 2020 tuổi Mậu Dần cho thấy sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà tăng tiến tốt, tài lộc cũng vượng. Tuy nhiên thì tình duyên bất thuận, dễ xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Ngoài ra, trong năm sức khỏe tốt nhưng cũng có điểm báo về tai họa bất ngờ, cần phải thận trọng giữ mình. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc bắt bảo tâm kinh để bình an, hạn chế tà khí. Theo phong thủy phi tinh năm 2020, trong năm Canh Tý này, người tuổi Mậu Dần nên lưu ý đến phương vị chính bắc trong nhà. Ở vị trí này, nếu để đồ đạc lộn xộn thì dễ gây rối loạn các trường khí, dẫn đến những tranh cãi, mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà. Ngoài ra thì trong năm nay, nếu đặt bàn ăn hay là sofa ở góc tây nam trong nhà thì cũng nên di chuyển sang vị trí khác, bởi điều này có thể kích hoạt thêm những trường khí xấu, khiến cho quan hệ tình cảm gia đình dễ bị rạn nứt.
Tại phương vị Tây Bắc thì cần phải giữ cho mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ để không khí được lưu thông. Đây là đại tài vị năm 2020. Nếu làm không đúng thì tiền kiếm về tay rồi cũng có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Từ đầu năm thì có thể chủ động đi khám sức khỏe toàn diện hay hiến máu nhân đạo để lấy máu ra khỏi cơ thể, giảm bớt những tai họa có thể xảy ra. Như đã hứa ngay từ đầu, chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Mậu Dần Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà các bạn hãy liên hệ với chương trình nhé. Vừa rồi Phong Thủy May Mắn vừa tổng hợp và luận giải về tử vi tuổi Dần năm 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.